number 17. What number is this? You don't know. That's okay. What are they? What are they? All right. These are hippos. What are these? Are they elephants? They are. Okay. Where is the dog? Is the dog on the table or under the table? Linh, con nghĩ như nào con trả lời như vậy? Con có hiểu câu hỏi không? Ừ, thì con trả lời đi. Nào con đọc kia. Ok, next. Okay, can you read okay. The C words? Okay. Next. Con đọc tất cả những cái từ đấy. Đọc to. City. Con tự đọc đi. Okay. Don't know. Skip. Okay. Trong tất cả những cái dòng, ba dòng đấy con biết đọc từ gì? Is she beautiful? Yes or no? No, she isn't. Yes, she is. Okay, skip, okay. Please. Be quick, please. What is he driving? In this picture, he is driving a boat. And in this picture, what is he driving? Is he driving a plane? You don't know? Con có biết không? Có biết không Linh? Ừ, thế con trả lời đi. Sao thế? Okay, okay, the next please. Has Stella got a yellow shirt? Has Stella got a yellow shirt? Round 9, please. Okay. In this picture, he can't swim, and can she swim in this picture? Can she play the guitar? Linh, con trả lời đi Linh. Con có biết không? Ừ, thế con mạnh dạn cho cô xem nào. Không sao cả nhá. Con mạnh dạn lên, mình sẽ làm quen việc đó mà. Con có thể trả lời được không? Hay là con muốn để lần sau mình ôn làm lại? Can she play the guitar? Yes or no? Yes. Yes, đúng rồi, giỏi lắm. Yes, she can. How many teeth have it got?